Xin chào các cụ mợ, giếng tương mai vừa trong vừa mát, đường tương mai mới lát dễ đi. Nghề làng xôi lúa hành phi, xa xôi bạn nhớ những gì quê hương. Nhà cháu vừa đọc 4 câu thơ thì chắc là các cụ mợ đã biết nhà cháu ngày hôm nay hân hạnh giới thiệu món gì đến các cụ mợ rồi đó ạ. Đó chính là món xôi lúa. Xôi lúa là một món ăn dân dã ở làng Tương Mai thuộc đất Kẻ Mơ, mà như các cụ mợ biết đấy, đất Kẻ Mơ ở phía nam Hà Nội ngày xưa là một vùng đất cổ, một làng nghề. Có vùng Tương Mai này, Bạch Mai này, Hồng Mai và Mai Động. Riêng đất Kẻ Mơ có hai đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, đó là xôi lúa và đậu phụ mơ. Xôi lúa thì nằm ở vùng Tương Mai, nhưng tại sao lại gọi là xôi lúa mà không gọi là xôi ngô? Theo như nhà cháu tìm hiểu ấy thì là có một cái tài liệu nói rằng là vì là ngày xưa những người giàu thì được ăn cơm gạo, thế nên là khi mà những người nghèo làm cái món xôi mà có ngô như thế này thì đặt cho nó một cái tên mỹ miều để cho nó nâng cao tầm của món ăn lên. Nhưng cháu cũng tìm hiểu có rất nhiều tài liệu nói rằng là ba cái xã thuộc phía Thanh Trì ạ, thì là ngày xưa các cụ trồng ngô thì các cụ gọi đấy là cây lúa. Còn cây mà lúa mà có cái hạt gạo của chúng ta thì gọi là cây thóc. Đấy cũng là một cái giả thuyết để nói rằng đấy là món xôi lúa. Nhưng mà cháu lại đọc một cái tài liệu lại còn cháu nghiêng về cái giả thuyết này hơn, đó là vào cái thời Thục ấy thì là nhà vua ở bên Thục bắt đầu trồng một cây ngô bây giờ ấy ạ. Thì sứ nước An Nam của nước ta sang đó và mang được cái giống ngô về. Nhưng mà ông là người Sơn Tây, chính vì ông mang được cái giống ngô về thì trồng một vạt ở đường lộ Sơn Tây, nên là nó cũng là cái lương thực cho người dân Sơn Tây ngày xưa ở đấy. Và cái cây ngô ấy thì ngày xưa các cụ gọi là cây lúa ngô. Để làm sao ạ? Để phân biệt khác với cây lúa gạo của chúng ta. Và cái ngô thì thực ra là tên chỉ là ở bên Trung Quốc ấy ạ. Thế nên là cái xuất phát từ gọi là tại sao không gọi là xôi ngô mà gọi là xôi lúa thì nó có nhiều giả thiết như vậy, nhưng nhà cháu nghiêng về cái giả thiết thứ ba các cụ mợ ạ. Và hiện nay sau khi mà cái thời gian này thì mọi người mới gọi ngắn tên đi, gọi là nhiều bạn trẻ không biết tên nó là xôi lúa thì gọi nó là xôi ngô cũng được, nhưng mà đã là người Hà Nội mà người Hà Nội sống lâu ở đất Hà Nội thì bao giờ cũng kêu cái món tên xôi này là xôi lúa các cụ mợ ạ. Đấy, nhà cháu kể câu chuyện giải thích qua với các cụ mợ về tên cái món ăn này, thì ngày hôm nay cái món ăn này được gửi đến các cụ mợ với những nguyên liệu như sau. Để làm được món ăn này thì nhà cháu cần 500g gạo nếp cái hoa vàng, hoặc các cụ mợ có thể dùng nếp nhung hoặc nếp quýt đều được nhé. Chúng ta sẽ ngâm, chúng ta vo sạch và sau đó chúng ta ngâm trong nước lạnh cho từ 6 cho đến 8 tiếng đồng hồ. Sau đó chúng ta sẽ xả lại nhiều nước để cho nước nó trong. Sau đó chúng ta sẽ để ráo gạo này để tí nữa chúng ta đổ xôi. À, xôi lúa hay còn gọi là xôi ngô thì dĩ nhiên chúng ta phải cần ngô rồi. Ở đây nhà cháu cần có 2 bắp ngô nếp các cụ mợ nhé. Nhưng ngô nếp thì chọn cái loại ngô bánh tẻ, không quá già và không quá non, để chúng ta đổ xôi nên nó rất là ngon. Ngày hôm nay cháu chỉ cần dùng 2 bắp thôi, nhưng mà cháu mua 3 bắp vì làm sao ạ? Vì là để bày cho nó đẹp. Thứ ba là cháu cần có 200g đỗ xanh. Đỗ xanh ở đây cháu đã ngâm và cháu đã đổ chín rồi thì nó ra được một bát như thế này các cụ mợ ạ. Vì cái cách ngâm đỗ thì nhà cháu đã nói rất nhiều trong những cái số xôi vò hoặc là những cái món ăn mà có đỗ xanh này rồi, thì nhà cháu không nói lại cách đổ đỗ nữa. Nhưng ngày hôm nay các cụ mợ sẽ nhìn cháu, tí nữa cháu giã và cháu sẽ nắm thành như quả cam thế thôi. Và dĩ nhiên là xôi lúa thì không, thì vì cho nó màu vàng đẹp thì chúng ta sẽ cần một chút bột nghệ các cụ mợ nhé. Và xôi lúa thì không thể thiếu được hành phi. Hành phi ngày hôm nay nhà cháu dùng hành ta, nhà cháu dùng khoảng độ 300g hành khô ta bóc vỏ và thái lát như này. Để tí nữa cháu sẽ phi với mỡ lợn làm hành mỡ các cụ mỡ nhé. Mỡ lợn ở đây thì cháu cần khoảng 500g mỡ lợn. Tí nữa chúng ta sẽ phi làm hành mỡ rất là ngon để dưới lên xôi đấy ạ. Và xôi để cho nó có cái vị đậm đà thì chúng ta sẽ cần một chút muối tinh. Đấy, nguyên liệu của xôi lúa chỉ có những nguyên liệu như vậy thôi. Và các cụ mợ thấy rằng là không khó, không có dễ tìm, và đang mùa ngô nếp rất là ngon. Nên các cụ mợ có thể là mua về và chúng ta sẽ chế biến món ăn này tại gia đình nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải sơ chế sạch cái ngô nếp này các cụ mợ nhé. Chúng ta sẽ sơ chế thật sạch, sau đó là chúng ta sẽ cho vào luộc.
các cô mợ sẽ luộc cho cháu khoảng từ tính từ lúc sôi cho đến khoảng cháu đâng này cháu luộc lúc nóng luôn, và chúng ta sẽ tính cho lúc sôi khoảng độ 10 phút thôi. Bây giờ chúng ta sẽ luộc ngô. Trong khi mà chờ đợi ngô luộc thì chúng ta sẽ đi thái mỡ các cụ mỡ nhé. Mỡ ở đây cháu dùng là mỡ phần hay còn gọi là mỡ thăn đấy ạ. Đấy, chúng ta dùng 500g, chúng ta sẽ thái miếng nhỏ ra để chúng ta chưng lấy mỡ nước để chúng ta sẽ phi hành các cụ mỡ nhé. Để làm hành mỡ cho món này cho nó thơm. Nếu các cụ mỡ nào ăn chay thì có thể là chúng ta sẽ thay mỡ bằng dầu ăn cũng được, để phi hành cũng được nhé các cụ mỡ nhé. Và bây giờ cháu đi thái mỡ đây. Với miếng mỡ này các cụ mỡ mua về cũng phải sơ chế thật sạch nhé, rửa thật sạch đi. Xong bắt đầu chúng ta sẽ thái, cắt ra thành hai khúc như này này. Với cái khổ rộng của nó khoảng độ 3 đến 4cm này thôi. Sau đó chúng ta sẽ thái lát như này này để chúng ta chưng top, cho nó dễ chảy mỡ nhé các cụ mỡ nhé. Các cụ mỡ ơi, bây giờ ngô cho đã luộc được 10 phút rồi nhá. Chúng ta sẽ còn đồ chín với gạo nữa, nên là chúng ta chỉ cần luộc thế thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cho ngô ra nhá. Nhưng cho ngô ra xong thì các cụ mỡ có thể rửa sạch để nguội cho cháu hoặc là để nguội tự nhiên cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ cho ngô ra luôn nhé các cụ mỡ nhá. Đấy, cháu sẽ cho ngô ra luôn. Ôi dồi ôi, nóng quá. Ôi dồi, không có cái gắp đấy các cụ mỡ. Đấy, mà gắp bằng cái đũa này khó gắp, nó nóng quá. Đấy, rồi ạ. Đấy, cháu có hai bắp như này. Hai bắp ngô này cho nửa cân gạo thì là quá hợp lý rồi. Đấy, chúng ta chỉ cần như này thôi. Và bây giờ chúng ta sau khi luộc ngô xong để cho nó nguội tự nhiên, và chúng ta sẽ đi làm hành phi các cụ mỡ nhé. Đây, chúng ta sẽ cho mỡ vào này. Đấy, các cụ mỡ để nóng chảo cho cháu. Và cho mỡ vào, bắt đầu chúng ta sẽ đun. Chúng ta sẽ chưng cho nó chảy tóp ra nhé, à chảy mỡ ra nhé. Để chúng ta lấy mỡ nước để chúng ta sẽ phi hành. Và hành khô ở đây như cháu nói rồi đấy. Cháu đã 3 lạng hành đây này, bóc vỏ và sau đó là thái lát như này này. Để tí nữa chúng ta sẽ phi. Và các cụ mỡ cũng phi cho cháu 2 lần nhé, cho nó giòn. Các cụ mỡ ơi, bây giờ mỡ của chúng ta đã được rồi như này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đổ để bỏ top riêng ra nhá, để lấy mỡ nước để chúng ta phi hành. Đấy. Đấy, cháu sẽ bỏ top riêng ra nhá. Đấy, để chúng ta phi hành. Chúng ta lại đổ ngược cái mỡ nước vào trong chảo nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phi hành nhá các cụ mỡ nhá. Đây, làm hành phi đây. Với cả mỡ nước đây, chúng ta được một cái chảo mỡ như này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho hành phi vào, chúng ta phi nhá. Đấy. Và các cụ mỡ để thật già, thật nóng cho cháu nhá. Bắt đầu cho hành vào. Nóng quá. Đấy. Rồi, chúng ta lấy đũa, chúng ta đảo. Và các cụ mỡ nhớ là phi nhỏ lửa thôi nhá. Đừng cho to lửa quá. Chúng ta sẽ phi làm 2 lần. Lần đầu tiên cho hành trong và nó hết cái hơi, cái tinh dầu, cái hơi nước ở trong hành đi đã. Xong bắt đầu chúng ta để nguội. Xong chúng ta sẽ phi lại thì hành nó sẽ rất là giòn lâu. Và phi hành xong này các cụ mợ không dùng hết nhé, thì các cụ mợ để cho cháu cái hành riêng, cho vào trong tủ mát, ngăn mát trong tủ lạnh nhé. Chúng ta sẽ để giòn được rất lâu dài, hàng tháng rồi, không hỏng mà cũng không bị ỉu ra đâu ạ. Còn cái mỡ hành này thì chúng ta có thể cho ra ngoài, sau khi ăn làm sôi xong thì chúng ta có thể để ngoài thôi, không cần phải cho tủ lạnh đâu. Và khi ăn thì chúng ta vẫn có cái mỡ hành để chúng ta dưới lên trên sôi, nếu mà làm thêm nhiều lần nữa. Các cụ mỡ ơi, chúng ta sẽ phi lần một như này nhá, cái hành nó trong này và nó hơi hanh một chút thôi là chúng ta sẽ cho ra để nguội nhá các cụ mỡ nhá. Đổ ra chúng ta sẽ để thật nguội, sau đó chúng ta sẽ phi lại lần hai để cho hành nó giòn các cụ mỡ nhá. Nếu mà cụ mợ là không có thời gian thì chúng ta sẽ phi một lần thôi, nhưng mà các cụ mợ nhớ là lửa nhỏ thôi ạ, đừng lửa to quá. Đấy, để nguội. Đấy, để đây, tải nó ra cho nó nguội, xong tí nữa chúng ta sẽ phi lần hai cho nó nguội hẳn, xong chúng ta sẽ phi lần hai nhé. Trong khi chờ hành nguội thì chúng ta sẽ tẽ ngô các cụ mợ nhé. Để tẽ ngô thì không cần phải đeo găng tay đâu, tí nữa chúng ta sẽ còn phải đồ với cả gạo nữa. Và các cụ mợ rửa thật sạch tay cho cháu thôi, sau đó chúng ta sẽ tẽ ngô nhá. Ngô ở đây này, khi mà chúng ta tẽ thì các cụ mợ lấy con dao cắt theo hàng cho cháu cái. Đầu tiên là tẽ theo hàng trước đã. Đấy, đây. Nó ra được hàng này. Đấy.
Có nhiều người thì cho ngô sống vào để trộn với gạo để đồ, nhưng mà cháu thì cháu thích cứ thích luộc chín đi cho nó đảm bảo an toàn. Chứ nhiều cụ mà vớ phải cái ngô mà nó lại không mềm được ấy, thì là lúc đấy là làm thì lúc đấy mà đồ thì lại đồ thành lâu ra. Thì lúc mà ngô được thì gạo đã nát rồi. Thế nên là các cụ mợ cứ đồ chín ngô cho cháu chín tới, luộc ngô chín tới trước đi đã. Rồi chúng ta sẽ cho vào trong trộn cùng gạo để chúng ta đồ sau. Đấy. Và các cụ mợ nhớ khi mà tẽ thì là đừng để cho nó nát ngô nhé các cụ mợ nhé. Đấy, đây này. Cháu tẽ được hạt thế này, như đều như này này. Đấy. Đấy. Và sau đó là chúng ta sẽ tẽ như thế này nhá. Chúng ta cứ lấy dao, chúng ta tẽ dần nó xuống. Đấy, như này. Đấy, các cụ mợ ạ. Và cái câu chuyện ngô này này. Trong Nam thì gọi là bắp, ngày xưa người Hà Nội ăn ngô luộc ấy hay là ngô nướng ấy. Nhất là con gái các cụ dạy là không được cầm cả cái cây lên ngô lên mà gặm đâu các cụ mợ ạ. Mà ăn uống ăn ngô đúng kiểu thanh lịch của người Hà Nội ấy, là phải đầu tiên là phải bẻ đôi, xong bắt đầu là tẽ từng hạt để ăn, lấy tay tẽ từng hạt để ăn chứ không phải cho lên mồm mà cạp như chúng ta, bây giờ giới trẻ bây giờ đâu ạ. Đấy, ngày xưa người Hà Nội là ăn uống ăn ngô là thanh lịch như thế. Nhất là con gái các cụ đánh giá. Thế nên là cả trai cả gái, nhưng mà các cụ con gái thì các cụ để ý hơn cái cách ăn ngô, rồi thậm chí cả cách ăn chuối tiêu nó cũng thế. Các cụ mợ ơi, chúng ta chỉ tẽ những cái hạt to này thôi nhá, những cái hạt nhỏ này chúng ta tự gặm nhá, để cho nó không phí. Tại vì là cho vào trong xôi ấy, thì cái mà hạt nhỏ này quá thì nhìn nó sẽ không đẹp các cụ mợ ạ. Thế là chúng ta chỉ lấy hạt những hạt ngô đều thôi. À, bây giờ nhá, khi tẽ xong này các cụ mợ lấy tay ra, các cụ mợ tẽ riêng cho cháu là từng hạt nó rời ra như này nhá. Đấy, tẽ cho từng hạt nó rời ra khi mà nó dính vẫn dính liền như này. Tẽ ngô xong thì hành cũng đã nguội các cụ mợ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho lại mỡ vào trong chảo. Chúng ta đun cho nóng lên và chúng ta sẽ phi lần hai. Khi mà mỡ nóng rồi các cụ mợ cho hành vào, các cụ mợ cũng để nhỏ lửa cho cháu thôi nhá. Lửa vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, đừng to quá. Để cho hành nó vàng từ từ và nó sẽ giòn đều, chứ nó sẽ không không chín nhanh các cụ, mà để lửa to là nó sẽ rất nhanh cháy đấy ạ. Chúng ta sẽ đều đun một lúc để cho mỡ nó nóng lên đã. Xong rồi chúng ta sẽ cho hành và chúng ta phi lần hai. Mỡ nóng rồi nhá, đây các cụ mợ cho cái đũa này vào này. Đấy, nó sủi sủi ở cái mỡ này. Đấy. Chúng ta sẽ hạ nhỏ lửa lên nhá. Bắt đầu chúng ta sẽ cho hành vào. Phi lần hai. Đấy. Cho tất hành vào phi lần hai. Đấy, các cụ mợ thấy nó vàng nhanh không? Đây các cụ mợ ơi, hành nó đã hanh hanh như này rồi nhá, chúng ta đổ ra luôn nhá, tại vì nó còn chín ở ngoài nữa. Đây các cụ mợ ơi, đây này. Nó vàng như này là được nhá, xong rồi chúng ta sẽ để cho mỡ nguội để tí nữa chúng ta sẽ chan vào xôi các cụ mợ nhá. Bây giờ xong hành thì chúng ta sẽ tiến hành là đi đồ đỗ, tại vì đỗ chúng ta đã đồ chín rồi, nhưng bây giờ cháu chỉ cần đồ nóng để giã thôi, tại vì là muốn giã được đỗ thì chúng ta phải đồ nóng đỗ lên. Rồi các cụ mợ ơi, cái đỗ như cháu chia sẻ là chúng ta đã đồ chín rồi nhé. Khi mà các cụ mở đồ chín ý, sau khi các cụ mở ngâm đồ chín thì trộn một chút muối vào để đồ cùng để cho nó chín và nó cái đỗ nó đậm vị đỗ. Nhưng bây giờ để giã được ấy thì chúng ta sẽ phải đồ nóng lại một chút, xong bắt đầu chúng ta sẽ giã thì cái đỗ nó sẽ nóng và rất là ngon. Và bây giờ để đồ nóng thì cháu sẽ dùng một cái rổ như này này, nhưng mà cháu sẽ dùng một cái màn tuyên nữa để hôm nay giới thiệu với các cụ mợ luôn, là vì ngày hôm nay cháu chuẩn bị một cái màn tuyên để rất nhiều lần xôi để nói với các cụ mợ rồi, hôm nay thì cháu sẽ giới thiệu với các cụ mợ cái màn tuyên của cháu. Đây các cụ mợ ơi, màn tuyên nhá. Đấy, màn tuyên cháu phải cái màn tuyên này là được một cô em chơi cùng cô ấy tặng nhá. Đấy, xong bắt đầu chúng ta sẽ đổ vào trong cái này này để cho xôi nó không bị ướt, đỗ hoặc đỗ không bị ướt. Đấy, chúng ta sẽ cho cái màn tuyên vào trong cái rổ như này nhá, nó cũng không bị lọt nữa các cụ mợ ạ. Đấy, cái màn tuyên giấm ướt đi, giặt sạch xong là giấm ướt đi các cụ mợ ạ. Đấy, cho vào đây như này. Đấy, xong bắt đầu chúng ta sẽ đổ đỗ vào nhá các cụ mợ nhá, chúng ta sẽ đổ đỗ vào nhá. Đấy, chúng ta sẽ đổ để đây, xong chúng ta đổ nóng lại các cụ mợ nhá, để tí nữa chúng ta sẽ đi ra chúng ta giã. Buộc lên một tí như thế này. Đấy. Rồi.
ra đồ cho nóng lại ở đây khoảng độ 5-7 phút thôi. Các cụ mợ ơi, đỗ đã nóng rồi nhá, bây giờ cháu sẽ mang ra cháu giã ngay. Nó đang nóng rồi, bây giờ mang ra giã ngay nhá. Tắt bếp, bê ra giã ngay luôn ạ. Đây các cụ mợ ơi, chúng ta xong đỗ rồi nhá. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi đồ xôi thì nên chúng ta đã phải cover nó lại. Còn cụ nào không có cái màng bọc thực phẩm này thì các cụ lấy cho cháu một cái khăn ẩm sạch nhé. Khăn ẩm sạch phủ nó lên để cho cái miếng đỗ nó không bị khô ạ. Còn chúng ta có cái màng bọc thực phẩm này thì chúng ta sẽ bọc nó lại, để khi nào chúng ta ăn thì cái mặt đỗ ngoài này nó không bị gió nó làm cho khô. Đấy, chúng ta sẽ bọc nhẹ vào. Đấy, như này. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ trộn các thứ để đồ xôi nhá. Nửa cân gạo này, nửa cân gạo tái là như thế này rồi nhé các cụ mợ nhá. Nửa cân gạo này, cháu sẽ đong một thìa cà phê này muối tinh nhé các cụ mợ nhá. Đây, một thìa cà phê muối tinh, chúng ta sẽ rẩy đều lên gạo các cụ mợ nhá. Tiếp đó là chúng ta sẽ đong một thìa cà phê bột nghệ các cụ mợ nhá, vừa bột nghệ thôi ạ. Đây như này các cụ mợ nhá, chúng ta cũng sẽ rẩy đều lên gạo. À, cái bước này thì có nhiều người làm là người ta cho bột nghệ vào trong cái nước ngâm gạo luôn cũng được nhá. Còn chúng ta không cho bột nghệ mà chúng ta rẩy bột nghệ khô ở ngoài như thế này cũng được các cụ mợ nhá. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều nó lên. Đấy. Để cho xôi nó có cái màu hơi hanh hanh vàng ấy các cụ mợ ạ. Muối cho làm cái hạt xôi của chúng ta nó đậm đà chứ nó không bị nhạt. Bột nghệ cho vào đây để cho xôi cho chúng ta có cái màu hơi hanh hanh vàng. Đấy, nửa cân gạo này với một thìa bột nghệ, một thìa cà phê bột nghệ là vừa rồi. Nó chỉ hơi hanh hanh này thôi ạ. Đấy, xong chúng ta cũng sẽ đảo đều lên. Tùy vào cái khẩu vị của các cụ mợ mà các cụ mợ có thể gia giảm cho thích hợp nhá. Có người thích ăn nhiều ngô thì có thể cho lên một chút, nhưng mà đừng cho nhiều quá vì nó rôi nó sẽ không dính, nó sẽ rời đi từng hạt. Còn ít quá thì lại ăn toàn xôi không. Thế nên là các cụ mợ cho nó vừa phải thôi nhá. Đấy, còn cụ nào thích ăn nhiều ăn ít thì gia giảm tùy khẩu vị thôi, gia giảm cái định lượng tùy khẩu vị thôi. Đấy, cháu đã trộn đều như này rồi đây này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đồ nhá. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ cho xôi vào trong chõ để chúng ta đồ nhá. Cho gạo vào chõ để đồ. Như cháu chia sẻ các cụ mợ thì những cái số xôi ấy, trước ấy là chúng ta dùng một cái giá này này thay cho một cái màn tuyên vừa rồi của cháu. Đấy, chúng ta dùng một cái giá như này, chúng ta sẽ cho gạo vào. Đấy, để cho nó đảm bảo để cái thành xôi, cái thành chõ này nó không làm cho ướt xôi của chúng ta. Đấy. Các cụ mợ ơi, các cụ mợ để cho cháu hình cái chóp núi như này nhá, để cho nó xôi nó hơi lên đều, và cho nó lên đều nữa thì chúng ta sẽ dùng cái thìa, cái chuôi thìa hoặc cái đũa chúng ta thông làm khoảng nhiều lỗ ở trên này này. Ở trên mặt xôi này cho hơi nó lên đều các cụ mợ nhá. Đấy như này. Rồi. Thế thôi, xong bắt đầu chúng ta sẽ đồ 45 phút. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ đảo cho xôi nó chín. Đấy. Và đồ với mức lửa vừa thôi các cụ mợ nhá. Mức lửa vừa thôi, tại vì nước lúc này đã sôi rồi. Các cụ mợ ơi, cháu đồ được 7 phút nhá. Bắt đầu xôi của cháu đã bắt đầu là bắt đầu xe mặt này. Chúng ta sẽ phải đánh lên các cụ mợ nhá. Đánh lên cho xôi nó bắt đầu đều, nó chín đều các góc nhá. Những cái gạo chưa chín nó tơi ra ngoài, còn cái gạo mà chín rồi thì nó lại vào trong. Chúng ta sẽ đánh đều như thế. Xong lại châm tiếp, xong bắt đầu chúng ta đồ đến 45 phút thì xôi bắt đầu ăn thử thấy mềm. Thì chúng ta dỡ xôi ra để nguội nhá, để thật nguội. Sau đó là chúng ta sẽ đồ lần 2 sau ạ. Đây các cụ mợ ơi, sau khi mà đồ xôi ngô 45 phút nó được như này này, và cháu đã tãi ra một cái khay để nguội. Cụ mợ nào có cái giá to hoặc cái mẹt gì thì cũng tãi ra cũng được nhá. Chúng ta tãi ra để thật nguội như thế này, và bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành đồ lần 2 để cho nó xôi nó mềm. Và trước khi đồ lần 2 thì các cụ mợ dậy cho cháu khoảng độ 2 thìa canh nước ấm vào trong xôi nhé. Dậy đều một tí thôi ạ, tí một đấy ạ. Để chúng ta đảo lại.
Rồi, chúng ta đã đảo đều như thế này rồi các cụ mợ ơi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đồ lần 2 các cụ mợ nhé. Và đảm bảo là nước trong chõ là luôn luôn phải sôi nhé. Trong cái chõ hoặc là lồng hấp, người Bắc gọi là chõ, người Nam gọi là lồng hấp. Hoặc là nhiều nơi gọi là cái lồng hấp, hoặc cái sửng hấp, người Nam gọi là sửng hấp, cháu xin lỗi. Người Nam gọi là cái sửng hấp, người Bắc gọi là cái chõ. Đấy. Chúng ta sẽ để cho nước nó sôi như này nhá. Lại vẫn sôi và vẫn có cái rổ trong này nhá. Ủa, nóng quá. Sau đó chúng ta cũng cho sôi vào đây các cụ mợ ơi. Đấy. Rồi các cụ mợ ơi, chúng ta sẽ cũng sẽ chọc ra vài lỗ nhé. Đấy. Cho hơi nó thoát lên nhanh. Và chúng ta sẽ đồ khoảng độ 20 cho đến 25 phút lần thứ hai này. Và các cụ mợ nhớ cho cháu là đến 10 phút khi mà sôi nó mềm rồi thì các cụ mợ lại đảo lại cho cháu một lần nữa nhé. Và sau đó khi mà đến 20-25 phút chúng ta kiểm tra sôi mềm rồi thì chúng ta sẽ cho ra. Mà chưa mềm thì chúng ta có thể đồ tiếp từ 5 đến 10 phút nữa nhé các cụ mợ nhé. Và lửa lúc này chúng ta cũng hạ lửa vừa thôi, đừng lửa to quá các cụ mợ. Rồi các cụ mợ ơi, sôi cháu đồ lần 2 được 10 phút rồi nhá. Đấy, bắt đầu nó mềm này, bây giờ chúng ta sẽ đảo nhá. Vẫn phải đảo ạ, đấy. Chúng ta vẫn phải đảo lên trên xuống dưới, dưới lên trên. Nóng lắm. Mềm lắm rồi đấy ạ. Thêm 15 phút nữa là ngon. Các cụ mợ ơi, 25 phút lần thứ hai rồi nhé các cụ mợ nhá. Cháu tắt bếp luôn. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cho sản phẩm ra. Ôi, mềm dẻo lắm các cụ mợ ạ. Đây trọng đong như bà Hàng nhá. Bà Hàng là một suất xôi này chỉ là một bát này thôi. Con này thôi, nhưng mà cháu muốn cho thêm tí nhìn cho nó đầy đặn các cụ mợ ạ. Đấy. Và xôi này thì cũng không cần phải nóng quá đâu các cụ mợ nhá. Đấy, như này là vừa này. Và cho nó nóng. Bây giờ mình không có chõ, cháu không có không có cái thúng ủ mà. Chúng ta sẽ cho nửa thìa canh mỡ lợn, tức là khoảng độ 5. Cụ nào thích ăn nhiều thì mỡ hành ý. Cụ nào thích ăn nhiều thì các cụ mợ cho thêm vào nhé. Sau đó chúng ta sẽ thái đậu nhá. Đấy các cụ mợ nhìn thấy chưa, đậu nó vẫn còn tơi miếng này. Nó không bị vỡ ra nhá. Xong cuối cùng là chúng ta sẽ rắc một chút hành phi lên trên. Đấy. Cháu đã xong món xôi lúa rồi. Và nhà cháu đã hoàn thành xong món xôi lúa rồi đấy các cụ mợ. Bây giờ cháu sẽ ăn thử cái món xôi này nhé, để giúp các cụ mợ biết được là cái yêu cầu cảm quan nó thế nào nhé. Cháu lấy một miếng này, vừa hành này, vừa xôi này, vừa đỗ này. Đấy. Xôi, ngô rất là mềm. Cứ hạt ngô nếp nó còn dẻo dẻo một chút nữa, rất là mềm. Và nó thơm đặc trưng của cái mùi ngô nếp. Thứ hai là cháu ăn cái hành phi thì nó giòn giòn, nó lại thơm béo của cái mỡ hành dưới vào trong xôi như thế này. Đó là một cái tổng hòa của món xôi lúa mà sau khi các cụ chế biến xong, các cụ phải đạt được những cái yêu cầu như vậy. Và cái vị của nó vừa ăn, không quá mặn, không quá nhạt, ăn vừa vừa thôi. Tại vì là các cụ cho vừa muối vào xôi thôi nhé. Tại vì là trong đậu chúng ta đổ, trong đỗ xanh chúng ta đổ chín, chúng ta vẫn cho một thìa cà phê muối vào. Và với cái món mà xôi lúa này nhà cháu ngày hôm nay gửi đến các cụ mợ thì với một công thức rất là đơn giản, dễ chế biến, nó không mất nhiều thời gian. Thì hy vọng rằng các cụ mợ ngày cuối tuần hoặc là những cái lúc mà các cụ vợ rảnh rỗi thì các cụ mợ này sẽ làm cái món ăn này tại gia đình cho người thân và bạn bè cùng thưởng thức. Nếu các cụ mợ thích cái video clip của nhà cháu thì các cụ mợ đăng ký kênh và kêu gọi mọi người đăng ký kênh cho anh em nhà cháu để cho ekip có nhiều động lực sản xuất ra nhiều món ăn mới nhé. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.
Xin chào các cụ mợ, nối tiếp trong series chay ngày hôm nay, nhà cháu lại hân hạnh gửi đến các cụ mợ một món ăn rất Hà Nội và rất hợp cho người cả vừa ăn chay vừa ăn mặn đều thích hợp. Mà là cái thời tiết se lạnh, lạnh và hơi mưa mưa như thế này thì ăn món này thì còn gì bằng. Thật là hấp dẫn phải không các cụ mợ, đó là món xôi sắn. Xôi sắn là một cái món ăn mà rất đặc trưng ở Hà Nội, rất hay làm cái món xôi sắn này. Nhưng mà cháu thì hay thấy mọi người hay ăn vào thời bao cấp. Tức là bao cấp này, xôi lúa này. Xôi lúa tức là xôi ngô đấy ạ. Rồi xôi sắn này, rất hay ăn. Thế thì nó còn người ta ngoài xôi trộn với sắn, ăn với sắn ra thì nó còn có cái món mà cơm độn với cả khoai tây bb ấy các cụ mợ. Rồi cơm độn với khoai lang, cơm độn với sắn này, rồi cơm độn với ngô, rất nhiều thứ để độn vào cơm để nấu cái thời bao cấp ấy. Thế thì cái món xôi sắn là một cái món mà cháu cũng hay được ăn vào cái thời bao cấp đấy. Hiện nay thì cháu thấy có rất nhiều người là bán xôi sắn không, nhưng có người xôi sắn cho thêm thịt băm vào, nhưng ngày xưa Hà Nội thì xôi sắn chỉ có với cả một chút mỡ hành thôi. Nhưng đối với món chay này ngày hôm nay chúng ta làm dầu hành hoa với cả với sắn với cả gạo nếp. Thế thì món ăn này là một cái món ăn mà gửi lại rất nhiều tuổi thơ cho nhiều người. Nhưng nó lại là một cái món ăn vừa ăn mặn vừa ăn chay đều được. Nhưng mà nó lại rất hợp vào cái thời tiết đầu đông se lạnh có mưa lâm râm như thế này. Thì ăn món xôi sắn thì quả là tuyệt vời còn gì bằng nữa các cụ. Và chế biến món này thì cũng đơn giản thôi, với các cụ mợ nhìn cháu làm nhé. Để làm món ăn này thì ngày hôm nay cháu dùng 1 cân gạo nếp ấy. Nhưng mà thật ra cái chõ này nó bé nên là chúng ta sẽ đều ít bột. Cháu dùng 1 cân gạo nếp đi với 1 cân sắn. Và cháu dùng khoảng độ 40-50g hành hoa. Đấy. Còn hành khô, hành phi thì cháu dùng 1 bát. Các cụ mợ lại xem cách làm phi hành ra nhé. Thì các cụ mợ xem lại món phở trộn. Và cái gạo nếp này thì cháu nói qua này. Gạo nếp là chúng ta mua gạo nếp nhung hoặc nếp cái hoa vàng. Nhưng hôm nay cháu dùng nếp nhung hạt nó to. Rồi chúng ta sẽ vo thật sạch đi và chúng ta sẽ ngâm từ 6 cho đến 8 tiếng đồng hồ. Tốt nhất là các cụ 12 giờ, 11, 12 giờ đi ngủ thì các cụ ngâm qua đêm cho cháu. Đến khoảng độ 7, 8 giờ là bắt đầu các cụ đổ ra, các cụ xả nước cho nó thật sạch là như thế này là được. Các cụ muốn xem cái cách mà làm gạo nếp từ lúc dừa vo, lúc ngâm và lúc trộn như thế nào thì các cụ mở xem lại cho cháu cái số bánh chưng. Ở đây cháu nói rất là rõ. Còn ngày hôm nay thì cháu sẽ hướng dẫn các, nhất là đối người những người mà sống qua thời bao cấp rồi thì biết cái cách làm sắn. Nhưng ngày hôm nay cháu quan trọng là nói đến giới trẻ cái cách mà lột vỏ sắn như thế nào, thì ngày hôm nay cháu sẽ hướng dẫn các bạn trẻ cái cách lột vỏ sắn để đúng như cái kiểu làm ngày xưa. Và để chúng ta làm món xôi sắn này thì nguyên liệu chỉ có 1 cân gạo nếp, 1 cân sắn, 50g hành hoa, 1 bát hành phi và 1 chút muối tinh, thế thôi ạ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần dầu ăn để chúng ta làm mỡ hành. Còn ngày xưa ấy, người nào mà không ăn chay thì chúng ta làm mỡ hành bằng mỡ lợn ấy, rất là ngon các cụ mợ nhá. Nhưng ngày hôm nay đây đang là một chuyên đề món chay nên cháu sử dụng là dầu ăn để làm mỡ hành ạ. Sắn nhá, chúng ta mua về các cụ mợ nhớ là rửa sạch cho cháu cái vỏ bên ngoài như này này. Xong rồi là cắt bớt cái đầu đấy đi. Đấy. Rồi, bây giờ nhá, chúng ta sẽ lột vỏ bằng cách là chúng ta sẽ lấy con dao nhọn là dao sắc. Chúng ta sẽ cắt hình chéo quanh cái củ sắn như thế này. Đấy. Cắt hình chéo như này. Đây là một cách lột vỏ sắn đấy ạ. Lột vỏ sắn đấy ạ. Tại vì vỏ sắn nó cũng rất là dốc. Nhưng mà chúng ta lột cái kiểu này thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi. Khi mà xong rồi thì chúng ta sẽ tìm cái đầu nó đâu. Đây. Đây. Đấy các cụ nhìn thấy chưa. Đấy. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy chưa? Đấy. Chúng ta cứ lột nó như thế này. Chúng ta lột đến hết. Rồi cái đầu chúng ta cắt bớt đi. Rồi sau đó ngâm củ sắn vào trong nước. Đấy, tí nữa chúng ta cắt nhá. Đấy các cụ ơi, chúng ta cứ làm thế nhá. Hết một củ nào thì chúng ta lại làm sang củ khác nhá. Cũng như thế. Đấy. Tức là các cụ mợ ấy cho cháu vặn theo cái chiều chéo cái củ sắn này này. Đấy. Đấy. Rồi. Không bắt đầu lột. Ở đâu rồi? Ở đây rồi. Đấy. Chúng ta lột cái kiểu vỏ sắn như này ý, thì cái miếng sắn nó nhìn nó rất là mịn màng chứ nó không bị ấy. Nó không bị lợn cợn.
Cái phần nào mà đầu đuôi thì các cụ cắt bớt cho cháu đi nhá. Rồi các cụ mợ ơi, sắn sau khi mà lột vỏ rửa sạch như này nhá, các cụ mợ sẽ cắt khúc cho cháu khoảng độ 5 phân, 5 cm. Đấy, như này. Đấy, như này. Đấy, các cụ mợ cắt 5 cm, sau đó các cụ mợ chẻ ra, chẻ dòng mía ấy ạ, chẻ ra một miếng sắn này, các cụ mợ chẻ ra làm 6 miếng cho cháu như này. Đấy, đây. Để trộn vào để làm xôi sắn. Đấy, cứ như thế chúng ta ngâm nước để tí nữa chúng ta sẽ trộn với gạo nhá. Đấy. Cái 5 phần 1. Các cụ đừng cắt to quá nhé. Cắt to quá nhìn đĩa xôi trông nó mất thẩm mỹ lắm ạ. À, sắn này thì nó có quanh năm đấy các cụ ạ. Theo cháu được biết thì sắn nó có quanh năm đấy. Và sắn thì có rất nhiều loại. Có sắn dẻo, có sắn bở. Thế nhưng các cụ mợ làm cho cháu cái loại sắn bở như này này. Các cụ đừng làm sắn dẻo. Sắn dẻo khi mà ấy lên nó có màu vàng ấy, thì ăn cái sắn đấy nó ngọt ngọt thôi, nhưng mà nó cho vào xôi nó sẽ không ngon bằng bằng cái sắn bở như này. Cái phần nào mà nó ngắn nó bé quá thì các cụ cắt đôi, cắt 4 cho cháu thôi nhé, không phải cắt 6 đâu nhé. Cái phần to thì chúng ta mới cắt làm 6 thôi. Sắn là một cái loại thực phẩm mà nó cũng có độc tố các cụ mợ ạ. Các cụ mợ ăn nhiều là cái nếu mà cái độc tố của nó mà không giảm bớt đi ý, mà chúng ta ăn ấy, chúng ta ngâm không ngâm ấy là thường hay bị say. Chúng ta cứ cảm giác là say sắn nhưng thật ra là cái độc tố nó làm cho chúng ta bị như vậy đấy ạ. Thế nên là khi mà các cụ làm sắn thì nhất thiết các cụ mợ phải ngâm vào trong nước để cho cái độc tố nó ra bớt. Và khi mà các cụ mà luộc sắn chẳng hạn thì người ta hay khuyến cáo là mở vung. Mở vung các cụ mợ nhé. Chứ còn tờ xôi sắn của chúng ta thì chúng ta vẫn phải đẩy vung, nhưng mà các cụ mợ ngâm nước cho cháu. Ngâm cái sắn sắn đã cắt miếng ra vào nước này thì nó cũng sẽ làm giảm bớt cái độc tố đi ạ, để cho chúng ta ăn nó không bị say. Bây giờ chúng ta sẽ làm mỡ hành nha các cụ mợ nhá. Nói là mỡ hành nhưng thật ra chúng ta sẽ làm dầu hành. Dầu hành bằng cách là chúng ta sẽ đập dập cái phần củ này ra một chút này. Các cụ thái nhỏ cho cháu hành hoa nhá, 0,5 cm hoặc 0,3 thôi, 0,3 0,5, cháu thái 0,5 đi. 0,5 cm để cho vào bát nha. Xong chúng ta sẽ đun dầu nóng, chúng ta đổ vào là xong mỡ hành. Và nhiều nhà ngày xưa mà muốn cho món này ngon ấy thì họ cho vào trong mỡ hành một chút muối tinh, một chút mì chính và một ít tiêu cho nó thơm. Đấy. Để dưới lên sôi cho nó thơm. Tí nữa cháu cũng sẽ cho một chút gia vị vào đấy, để cho cái mỡ hành nó thơm các cụ mỡ nhé, và nó có cái vị chứ nó không bị nhạt nhẽo. Cụ nào không có hành phi thì thôi nhé, không cần đâu ạ. Tại vì là đúng kiểu ngày xưa là chỉ có mỡ hành hoa này thôi, không cần hành phi, nhưng mà cho tí hành phi lên thì rất là ngon. Đấy. Chúng ta thái xong chúng ta sẽ cho vào bát nhé các cụ mỡ nhé. Để làm mỡ hành được thì chúng ta sẽ cho vào đây khoảng độ, các cụ mỡ cho cháu khoảng độ 20 mỡ nhé. Hai trăm gram dầu. Các cụ đun nóng cho cháu cái dầu lên nhé. Các cụ thử xem là bằng cái đũa vào. Đấy, nó xùi xùi như này này. Được rồi nhá, các cụ tắt bếp luôn. Đổ thẳng vào trong bát hành hoa. Dưới đều. Đây. Đấy, thế này xong. Đấy, các cụ nhợi mợ nhìn thấy thơm ngon không ạ? Đấy, đảo đều lên như này. Xong là các cụ có thể cho một chút hạt tiêu, một chút mì chính vào đây, với một chút muối tinh để cho cái hành nước mỡ hành này nó đậm vị. Ở đây cháu sẽ cho khoảng một độ một nửa thìa cà phê muối tinh các cụ mợ nhé. Vừa vừa muối thôi ạ. Đấy. Các cụ không cho gia vị vào đây cũng không sao nhá, chỉ để mỡ hành không, nhưng mà cháu muốn ăn cho nó cái đậm vị, cho cái vị nó đậm đà cái mỡ hành một chút. Đấy, và một chút tiêu. Rồi, chúng ta sẽ đảo đều nó lên. Đấy. Đảo đều cái hành mỡ này lên, tí nữa chúng ta chan vào xôi ngon lắm ạ. Hấp dẫn lắm ạ. Đấy. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy xem thơm lắm. Nếu mà làm bằng mỡ lợn thì nó còn thơm hơn, nhưng mà đây là chúng ta đang làm món chay nên là chúng ta làm bằng dầu ăn như này nó cũng đã thơm rồi. Đấy, thơm lắm, thơm ngon lắm các cụ mợ. Đấy, rồi xong.
Gạo đã xong, cái sắn này các cụ mợ sau khi bắt đầu chuẩn bị chúng ta đồ sôi thì các cụ mợ mang sắn đi rửa thật sạch cho cháu và để ráo cho cháu nhá. Để thật ráo, xong bây giờ là chúng ta sẽ trộn gạo với cả sắn vào với nhau. Đấy, 1 cân gạo đấy nhá. Chỗ này là 1 cân sắn. Các cụ cho hết vào. Các cụ mợ cho hết sắn vào với gạo cho cháu nhá. Đấy. Như thế này. Đấy. 1 cân gạo, 1 cân sắn này. Tiếp đó chúng ta sẽ cho 2 thìa cà phê muối tinh để trộn cùng với cả gạo với cả sắn các cụ mợ nhá. Đấy, các cụ mợ cho đều cho cháu 2 thìa cà phê muối tinh. Rồi, để cho xôi của chúng ta nó không bị nhạt. Rồi chúng ta sẽ đảo đều nó lên. Đảo đều cái hỗn hợp này lên. Đấy. Tỷ lệ 1 gạo 1 sắn là vừa đấy ạ, không bị nhiều sắn quá mà cũng không bị nhiều gạo quá đâu ạ. Rồi. Khi mà chúng ta đảo đều như này rồi, nước sôi rồi thì chúng ta sẽ cho sôi vào chúng ta đồ luôn nhé các cụ mợ nhé. Chúng ta sẽ đồ luôn. Chúng ta đồ xem 2 lần. Lần thứ nhất chúng ta sẽ đồ khoảng độ 30 đến 35 phút để cho nó nhìn khi chúng ta sờ vào cái hạt sôi mà nó bắt đầu là nó chín. 30 đến 35 phút nó chín xong thì bắt đầu chúng ta sẽ cho ra để nguội. Và chúng ta sẽ đổ lại khoảng độ một lần nữa khoảng độ 25 đến 30 phút nữa. Và chúng ta sẽ xôi của chúng ta sẽ ngon. Đấy, bây giờ các cụ mợ cho cháu một cái giá nhé. Các cụ mợ xem lại cái phần món xôi gấc ấy. Tại sao cho nó là để cho cái giá vào đây rồi đấy. Thì cháu đã nói rồi đấy. Thì bây giờ các cụ mợ xem lại cho cháu cái phần xôi gấc nhé. Nhiều cụ là không xem kỹ đâu. Nhiều cụ mợ khán giả không xem kỹ đâu. Nhưng cứ vào hỏi là anh ơi tại sao lại vậy, tại sao lại bị như thế, hay là tại sao thay cái nọ cái kia được không. Nhiều cái clip cháu đã nói kỹ ở trong clip rồi, nhưng mà các cụ mợ không xem kỹ nên là các cụ mợ cứ vào hỏi như thế. Nên là khi các cụ mợ đã xem clip của cháu thì các cụ mợ xem kỹ đi ạ. Đấy, cháu sẽ đồ làm 2 mẻ nhá. Đấy, thế này thôi, 1 mẻ này thôi. Đã được 10 phút rồi, 15 phút rồi nhá. Bắt đầu là sôi, bắt đầu nó đã chín chín rồi thì chúng ta sẽ phải đảo nhá các cụ mợ nhá. Các cụ mợ đảo từ dưới lên trên cho cháu. Nóng quá. Đấy, để cho cái gạo mà ở giữa nó ấy rời ra. Đấy, các cụ mợ đảo tiếp để cho nó chín hết, chín kỹ sôi nhá. Tại sao cháu phải làm cái rổ ở trong cái chõ này thì các cụ mợ xem lại phần xôi gấc. Đấy, nói rất rõ. Đấy, đảo lên như thế này để cho những cái hạt gạo ở giữa nó tơi ra. Đấy. Rồi chúng ta lại đồ tiếp. Khoảng thêm 25 phút nữa. Rồi bây giờ ta đậy vung vào đồ tiếp. 25 phút. Các cụ mợ ơi, sau khi mà đồ lần thứ 2 25 phút nhá, thì xôi của cháu đã rất là chín lục nạc rồi đấy các cụ mợ ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ lấy xôi ra xong chúng ta rơi mỡ hành lên trên nhá các cụ mợ nhá. Đấy, tắt bếp đi ạ. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy xôi ra nhá. Sắn cũng rất là bở. Ây dồi, nóng lắm các cụ mợ ạ. Sắn bở lắm ạ. Đấy. Sắn bở lắm. Gạo dẻo chín lắm ạ. Mùa đông như này có đĩa xôi sắn như này thì còn gì bằng nhỉ? Tuyệt vời lắm các cụ mợ ạ. Đấy. Rồi, cháu đã giới xong mỡ hành rồi, ngon lắm các cụ mợ ạ. Bây giờ không khó cưỡng được cái mùi này. Và cụ mợ nào mà ăn mặn nhé, thì các cụ mợ thay bằng dầu ăn bằng mỡ gà cho cháu hoặc mỡ lợn cho cháu còn ngon nữa cơ ạ. Cháu thấy ngon lắm rồi, nó kết hợp mùi thơm của hành này, thêm tí mùi tiêu các thứ về mùi mỡ nó quyện vào nhau rất là thơm, và cái mùi xôi sắn nó ngon lắm. Các cụ rắc cho cháu một chút hành phi lên trên như này. Đấy. Thế là đĩa xôi sắn của cháu đã hoàn thành xong rồi đấy các cụ mợ ạ. Các cụ mợ thấy ngon không ạ?
Và món xôi sắn mỡ hành của cháu đã hoàn thành rồi đấy các cụ mợ. Món ăn này dành cho các cụ ăn chay và ăn mặn đều 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 được. Và rất nhiều cụ ăn chay, khán giả ăn chay bảo cháu là anh Hải làm nhiều món chay lên. Nhưng thật ra hứa với các cụ là cứ một tháng có một món chay, một số chay để các cụ mợ bổ sung thêm vào những cái món ăn và thực đơn của mình, để cho thực đơn của các cụ phong phú và đa dạng hơn. Với món xôi sắn này thì cháu nghĩ nó sẽ không khó, và trong cái thời tiết mùa đông, đầu đông như thế này các cụ làm thì rất là tuyệt đấy ạ. Các cụ chỉ cần một món xôi sắn, một đĩa xôi sắn này là xong, không cần phải làm thêm các món ăn khác. Các cụ thích ăn thêm, bổ sung thêm rau vào là thôi, là được rồi. Và nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình tiếp theo. Chào mừng các cụ mợ đã đến với kênh vlog cùng cháu vào bếp. Xôi là một món ăn được rất nhiều người yêu thích và nó còn được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều gia đình. Ngoài là một món ăn sáng bình thường thuần túy, nó còn là một món ăn mà có góp mặt trong các bữa cỗ. Người ta hay làm các loại xôi truyền thống như là xôi gấc, xôi hoa cau, xôi vò, vân vân. Và ngày hôm nay nhà cháu hân hạnh gửi đến các cụ mợ một món xôi mà nhận được rất nhiều lời yêu cầu, mà nó cũng không kém chất dân dã. Và nó lại là cái món ăn mà rất nhiều người yêu thích. Vì làm sao? Vì cái sự đơn giản, tiện lợi mà nó lại gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Đó chính là món xôi lạc. Để làm được món xôi lạc này thì ngày hôm nay nhà cháu cần 500g gạo nếp. Ở gạo nếp ở đây thì các cụ mợ có thể dùng được gạo nếp cái hoa vàng, nếp quýt, nếp nhung hay thậm chí nếp nương Điện Biên đều được các cụ mợ nhé. Miễn là gạo nếp mới, nó thơm, nó dẻo là được, là nấu xôi là sẽ ngon. Chứ không cứ là phải là gạo nọ gạo kia đâu ạ. Và bây giờ là các vùng miền chúng ta trồng được rất nhiều giống nếp, giống lúa đặc sản khác nhau. Nhưng cái mùi vị của nó cũng rất là thơm ngon, mỗi cái mùi vị nó có một cái ngon riêng. Và đây nhà cháu ngày hôm nay dùng 500g gạo nếp các cụ mợ nhá. Với 500g gạo này thì nhà cháu sẽ cần có 200g lạc nhân các cụ mợ nhá. Lạc nhân ở đây thì các cụ mợ mua cho cháu những cái hạt lạc nó đều đều một chút này. Lạc đỏ, lạc trắng hoặc là lạc mà hơi nâu nâu cũng được, không sao. Miễn là loại lạc nó tươi mới và nó ngon. Và dĩ nhiên rồi, cái món xôi của chúng ta thì không thể thiếu được một chút muối tinh. Muối tinh cho vào xôi để cho nó xôi nó không bị nhạt vị và ăn nó có cái sự cuốn hút riêng. À, xôi lạc mà, sẽ không thiếu được linh hồn của món xôi lạc, chính là muối vừng các cụ mợ ạ. Mặc dù là nấu với lạc rồi nhưng mà lại vẫn ăn với muối vừng có lạc nữa, rất là ngon, rất là quyện. Và cái xôi lạc này thì chúng ta không ăn với muối vừng, chúng ta có thể ăn không cũng được. Thậm chí là các cụ mợ đóng vào đĩa để làm mâm cỗ cúng cũng rất là ngon. Và cỗ ngày xưa ấy, người ta gấc nó không phải mùa ấy, người ta nấu xôi đỗ nhiều quá thì người ta sẽ dùng xôi lạc để người ta nấu cỗ cũng ngon. Và cháu thấy rằng cháu đi nhiều vùng quê, nhất là Bắc Ninh này hay là Hà Nam hay là Nam Định vân vân, thì người ta nấu xôi lạc này người ta cho các mâm cỗ ăn cũng rất là ngon đấy các cụ mợ ạ. Và đấy, vì làm sao mà nó xuất hiện trong cái mâm cỗ truyền thống và nó là một cái món ăn sáng mà nhiều người yêu thích ý. À, bật mí với các cụ mợ, nếu các cụ mợ nào ở Hà Nội nhá, thì cháu bật mí với các cụ mợ một hàng xôi rất là ngon, xôi lạc đủ các loại xôi mà lại cực kỳ rẻ. Nhà cháu chỉ mua 5.000 xôi thôi, các cụ mợ có tin được không? Bây giờ mua 5.000 xôi mà đã ăn được no rồi. Đó là xôi Hàng Hòm mà chỉ bán buổi sáng sớm cho đến khoảng độ 9-10 giờ là hết rồi. Ở phố Hàng Hòm các cụ mợ, nhưng mà mua xôi đấy phải xếp hàng. Nhưng xôi rất dẻo, rất ngon. Cháu không phải là cháu review cho bà đấy đâu, vì cháu là fan mua xôi của bà ấy, vì thấy rẻ, thấy ngon. Nên là cháu cũng chia sẻ với các cụ mợ để cho các cụ mợ khi nào mà các cụ mợ có cái nhu cầu ăn xôi, mà nhất là các cụ mợ ở phố cổ ấy, ra đấy mua cực kỳ rẻ mà ngon. Và xem kiểm chứng cái lời cháu nói xem có đúng hay không nhá. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ tiến hành làm cái món xôi lạc này các cụ mợ nhá. Các cụ mợ mua gạo nếp về, các cụ mợ vo sạch cho cháu, vo sạch xong rồi các cụ mợ ngâm nước lạnh cho cháu từ 6 tiếng cho đến 8 tiếng. Đâu, các cụ mợ ngâm qua đêm cho cháu, giả dụ trước khi đi ngủ 11 giờ các cụ mợ bắt đầu vo gạo, xong bắt đầu các cụ mợ ngâm. Xong đến sáng các cụ mợ chịu khó dậy sớm một tí, khoảng 5 giờ các cụ mợ dậy là các cụ mợ đổ ra cho gạo ráo nước rồi đấy. Sau khi mà đổ ráo nước xong nhá, thì các cụ mợ lại phải xả ở dưới cái vòi nước chảy cho cháu, xả đi xả lại khoảng cho cháu từ 4 cho đến 5 nước để làm sao ạ?
để cái nước sôi, để cái nước mà gạo này nó ra nó không còn bị đục nữa ấy, nó không đục như nước gạo nữa mà nó trong trong ấy, thì chúng ta đổ sôi lên nó sẽ ngon, và để sôi nó không bị thiu, nó ít khi bị chua và thiu lắm. Đấy, chúng ta phải làm sạch từ đầu cái lúc mà sơ chế gạo ấy thì nó sẽ rất là ngon. Và ngày hôm nay nhà cháu đã ngâm đủ 6 tiếng đồng hồ rồi đấy. Sau đó là nhà cháu đã xả sạch như thế này rồi và cháu đang để ráo như thế này, để tí nữa chúng ta sẽ đổ sôi. Và các cụ mợ ơi, khi mà các cụ mợ mua lạc thì các cụ mợ chọn cho cháu những cái hạt nó đều hạt như này nhá. Rồi các cụ mợ mua lạc xong thì các cụ mợ cũng rửa sạch cho cháu. Nhưng cái lạc này ngâm rất nhanh, cái lạc này chỉ cần ngâm 1 tiếng đồng hồ thôi. Thế thì khi mà bắt đầu chuẩn bị trước khi đồ sôi khoảng 1 tiếng thì các cụ mợ đi rửa lạc cho cháu. Sau đó các cụ mợ cho vào trong nước lạnh ngâm cho cháu 1 tiếng đồng hồ. Khi mà được 1 tiếng đồng hồ và nó sẽ ráo như thế này này, các cụ mợ đổ ra cho ráo nước. Xong đó tí nữa chúng ta sẽ luộc. Chúng ta sẽ luộc lạc ở trong nước lạnh và chờ cho nó sôi khoảng độ 8 đến 10 phút thôi, các cụ mợ sẽ kiểm tra lạc cho cháu. Nếu mà nó mềm rồi nhá thì chúng ta sẽ vớt ra ngay, chứ các cụ mợ đừng luộc lâu nhá. Đấy. Đây các cụ mợ ơi, lạc sôi rồi nhá. Lạc sôi rồi, chúng ta đảo đảo tí đi. Đấy, xong hạ các cụ mợ hạ nhỏ lửa cho cháu nhá. Hạ nhỏ lửa cho khoảng độ, bếp của cháu 2200 thì cháu chỉ còn khoảng độ 600 thôi. Đấy, 4 đến 600 thôi, đấy, để cho nó sôi như này. Và chúng ta luộc khoảng độ 8 phút nhá. Chúng ta sẽ kiểm tra lạc, nếu mà lạc nó mềm rồi thì chúng ta sẽ vớt ra và rửa lại, xong rồi để ráo luôn, để tí nữa chúng ta đồ sôi. Cái bước luộc lạc này nhá, nhiều người cháu thấy là nhiều người là trộn thẳng cái lạc ngâm vào đây để đồ sôi nhá. Nhưng mà như thế thì nó hay bị thôi cái màu ở cái vỏ lạc, cái vỏ lụa lạc ấy ra cái sôi này, nó sẽ không ngon, gạo sẽ không trắng nữa. Nên cái bước luộc lạc này là cái bước rất quan trọng đấy các cụ mợ nhá. Cái bước luộc lạc này các cụ mợ luộc vừa lạc nó vừa đảm bảo là chín mềm, vừa đảm bảo là cái nước nó bị cái nước ở vỏ lụa nó thôi ra nước luộc rồi, nên là khi mà chúng ta trộn vào sôi ấy nó sẽ không bị làm đen sôi nữa các cụ mợ nhá. Các cụ mợ phải luộc lạc là vì như thế. Bây giờ cháu sẽ ăn thử sau khi mà 10 phút đấy, các cụ cháu để hẳn 10 phút đi nhá. Cháu bây giờ cháu ăn thử cái lạc xem như nào. Vẫn sột sột lắm các cụ mợ ạ. Chắc là phải thêm 5 phút nữa là khoảng 15 phút nhá. Bây giờ được 15 phút rồi đấy các cụ mợ nhá. Bây giờ cháu sẽ ăn thử lại cái miếng lạc xem như nào nào. Nó cũng mềm mềm rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vớt lạc ra nhá các cụ mợ nhá. Các cụ mợ chúng ta luộc chín tới thôi, để chúng ta đồ nó còn chín nữa. Đấy, 15 phút rồi, bây giờ cháu vớt lạc ra nhá các cụ mợ nhá. Tắt bếp vớt lạc ra này, xong các cụ mợ rửa qua nước lạnh cho cháu nhá. Rửa qua nước lạnh đi ạ, rửa khoảng độ 2-3 nước. Xong mà chúng ta để cho nó ráo, bắt đầu chúng ta sẽ trộn sôi. Các cụ mợ ơi, bây giờ nhá, nước trong chõ cháu đã sôi nhá. Đây các cụ mợ thấy chõ cháu đẹp không? Chõ Lào đấy, chõ Lào Thái đấy ạ. Chúng ta sẽ đổ vào cái này các cụ mợ nhá. Đấy, bây giờ nước đã sôi rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ trộn như sau nhá các cụ mợ nhá. Và lạc này, các cụ mợ nhìn thấy này, khi mà nó đã ráo nước như này rồi nhá các cụ mợ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ trộn vào. Đầu tiên là các cụ mợ cho cháu vào đây 1 thìa cà phê muối tinh cho nửa cân gạo các cụ mợ nhá. 1 thìa cà phê muối tinh này, nửa cân gạo đã ngâm này. Đấy. Rồi. Các cụ mợ đảo đều lên cho cháu nhá. Rồi. Tiếp đó là các cụ mợ cho cháu 200g lạc đã ngâm và đã luộc chín rồi nhá. À, cái tỷ lệ này nó không cố định nhá, cụ mợ nào mà thích nhiều lạc thì các cụ mợ cho thêm. Cụ mợ nào mà không thích lạc, ít lạc thì cho ít với ớt đi nhá. Chứ đừng bảo cháu là anh ăn nhiều lạc hay anh ăn ít lạc. Đây là cái khẩu vị của cháu thôi, khẩu vị riêng của cháu thôi các cụ mợ nhá. Cháu làm lửa cân gạo với hai lạng lạc ấy. Mà lạc là hai lạng lạc, là hai lạng lạc lúc còn khô đấy, chứ không phải là tươi đâu ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho vào chảo chõ để chúng ta đồ các cụ mợ nhá. Nước sôi rồi đây ạ. Bây cháu sẽ cho vào sôi vào chõ này. Đấy. Rồi chúng ta đổ dần sôi vào nhá. Đấy. Rồi, đối với cái chõ Lào Thái này thì các cụ mợ không phải châm hơi đâu nhá. Vì là nó hơi nó lên rất đều vì nó là nan tre mà. Đấy, chúng ta sẽ đồ chín khoảng độ 40 đến 45 phút các cụ mợ nhá. Khi sôi chín rồi, chúng ta thỉnh thoảng chúng ta lật thôi, không phải phải đảo như là lấy đũa đảo như các chõ khác đâu. Mà chúng ta chỉ cần hai cầm hai cái đầu là chúng ta sóc lên là nó đã được sôi rồi. Bây giờ nước thật sôi chúng ta sẽ cho vào đồ nhé các cụ mợ nhá. 40 đến 45 phút là lần đồ đầu tiên.
Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ nhá, 45 phút nhá, xôi của cháu đã được rồi như này rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đổ ra tãi ra cho nó để nguội này. Để cháu ăn thử miếng xem nào. Mềm đấy. Mềm lạc, lạc rất mềm. Bây giờ ta tãi ra để nguội các cụ mợ nhá. Không phải tí nữa chúng ta sẽ đổ lần hai. Đây. Đấy. Ôi dồi ôi. Các cụ mỡ ơi, các cụ mỡ tái ra cho cháu nhá. Tái ra để nguội, xong là tí nữa chúng ta sẽ đổ lần hai. Để cho đảm bảo là cái xôi để bao nhiêu lâu nó cũng rất là mềm dẻo. Đấy. Khi mà xôi nguội nhá các cụ mỡ nhá, chúng ta sẽ tiến hành đổ lần hai. Và các cụ mỡ đổi để cho nước trong chõ cho cháu nó thật sôi lên. Và đổ lần hai, nếu mà cái xôi nào mà các cụ mỡ mà ngâm bị dối mà nó khô mặt ấy, thì các cụ mỡ cho cháu một chút nước, nước ấm vào để vẩy. Vẩy sôi cho nó làm mềm lại sôi, xong bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành đổ. Và lần đổ này chỉ có 10 phút thôi các cụ mợ nhá, thì vì lúc này sôi của chúng ta đã chỉ cần đổ lại cho chín thôi. Và bây giờ cháu đã đổ được 10 phút rồi đấy, bây giờ cháu sẽ lấy sôi ra các cụ mợ nhá. Đấy, cháu lấy sôi ra để cho vào đĩa các cụ mợ thưởng lãm nhá. Ngon quá. Ôi dồi ôi, nhưng mà không đứng được các cụ mợ. Thôi cố, tại vì là chân cháu yếu không đứng được. Đấy, đong như này này. Các cụ ăn 5.000 hay là 10.000, đây 10.000 xôi. Nhà cháu bán phải đắt đắt như thế. Không bán rẻ được như xôi hàng hòm. Ngon chưa? Rồi các cụ mợ ơi, xôi khi hoàn thành nhá, các cụ mợ cho không thể thiếu được muối vừng nhá. Đấy. Muối vừng. Đấy, thế là nhà cháu đã hoàn thành xong một món ăn dân dã rất hợp với người Việt, mà lại nó là một cái món ăn phổ biến và được nhiều người yêu thích, đó là xôi lạc muối vừng. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ nhà cháu sẽ ăn để các cụ mợ cảm nhận được chất lượng nhá. Lúc nãy bạn quay phim vừa kiện cháu, bạn ấy bảo là vừa ăn rồi bây giờ lại còn ăn nữa, bảo nhưng mà ngon, lại ăn tiếp các cụ mợ nhá. Đây, chấm với một chút muối vừng. Ngon quá. Xôi thì mềm, lạc cũng mềm, nhưng mà lại không, lạc cũng mềm nhưng mà lại không bị nát. Và vị thì rất là vừa, tại vì trong một thìa cà phê muối tinh rồi mà. Ôi, cái muối vừng này thì thơm tuyệt vời. Các cụ mợ muốn thích xem cái số muối vừng như nào thì các cụ mợ mời các cụ mợ vào cái món muối vừng các cụ mợ xem nhé. Đấy, với một món xôi dân dã, dễ làm mà lại rất là ngon, ai cũng yêu thích. Thì nhà cháu hy vọng rằng các cụ mợ sẽ chế biến món ăn này tại gia đình. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.